Ok, thì cái đoạn này mình cũng không muốn quay đâu, nhưng mà mình muốn nói cho bạn nghe một tin một chuyện như này là con Reaper khốn nạn. Con Reaper khốn nạn. Thì có vài bạn sẽ nói rằng là ủa tự nhiên mày quay cái đoạn này chi rồi mày nói là Reaper khốn nạn. Ủa bên hàng rồi mày tự nhiên cái mày quay cái đoạn này mày chửi cho tụi tao, mày chửi cho tụi tao nghe. Không bạn, mình kể cho bạn nghe này nha. Cái lúc mà mình làm cái chỗ này nè, mình làm cái hòn đảo này của mình nè, nó rộng ra đâu mà mình xây cái hòn hải đăng này. Ok đó, thì cái Reaper đi đâu lại tung đổ cái này thì mình sẽ lắp lại. Rồi lần thứ hai đứng đây giờ ngắm nghía rồi thấy được chưa, đúng đứng đổ lập lần hai, lập lần hai rồi đang đứng đây xây 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 đúng đúng đổ lập lần ba hư hết miếng luôn, hư hết miếng trong tàu luôn. Rồi lần thứ tư dễ lắp, lần thứ tư bước vào đúng đúng đổ mà chưa lắp lại luôn. Mình không hiểu lý do gì sao là mấy con Reaper nó cứ spam ở đây hoài được. Mình cứ để ý kỹ nha, mỗi lần mà mình đi qua tàu đảo này là thấy một con Reaper nó cứ đứng nhảy 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 ở cái chỗ khu vực này mà à, nó cứ nhảy 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 chỗ này nè. Mình mới không hiểu tại sao là ủa tại sao lại có con Reaper trong khi mình đã cắm nút rồi đó. Thì mình mới kiểu như mình ha, mình coi thử như thế nào đó, thì mình mới kiểu như là mình nghĩ là chắc là cái cầu của mình đó, như cái cầu của mình đây nè. Rồi thì mình sẽ bắt lóc lại cho bạn xem. Chú tiếp coi nha. Đây đây như bạn thấy nè, mình có lót thảm trên đây. Thì tại sao mình lại lót thảm? Thì bởi vì á, mình nghĩ á, cái này, cái chỗ này lót thảm được đúng không? Đây chỗ này lót thảm được. Tức là đây là một lớp, đây là một lớp. Cho nên nó có thể spawn quái, vậy chỗ này bữa nó trên đây còn tối, cho nên là nó có thể spawn quái. Cho nên mình nghĩ là hay là con Reaper nó xuất hiện trên đây nè, sau đó thấy mình cho nó đi xuống, nó đi xuống đây cái nó bơi. Thì đó, thì mình lót thảm. Đó, cho nên là trong bữa là mình lót thảm. Đó, để xem thử nó có khả quan hay không. Thì nói chung là vài phút sau mình vẫn thấy chưa có gì hết, nhưng mà vài phút sau thôi, nói chung là không biết có khả quan hay chưa. Nhưng mà mới lót cho anh được đâu gần 5 phút đồng hồ đó, mình chưa thấy có khả quan hay không. Mình bước về đây một cái một em Reaper đứng trên đây chờ, mình chạy thẳng lên được đây đừng có cho nó nổ không, sau đó mình sẽ cố gắng chạy được ra, nhưng mà mình vừa chạy tới đây cái bùm nổ bùng nổ cho bạn kìa. Thế là mình tức quá, mình lúc đó mình nó điên luôn rồi. Mình chửi như đúng rồi, từ nãy giờ mình chửi thầy hơn nhiều mà mình không quay. Đó, thì nhà hơi ồn xíu rồi đó. Đó, mình nói thật sự là mình nói đấy, đã nói đi, mình thật sự đã nói đi. Và thế là mình cắm đuốc, đó, mình cắm bứt hết đường đó, mình cắm hết cả bộ tướng xung quanh đường này, mình không chịu bất kỳ một ô nào hết. Đây là bạn, không chịu bất kỳ một ô nào. Còn nếu như sao mà nói thì giờ mình sẽ cắm như thế này. Còn nếu mà nó vẫn tiếp tục nó spawn ra nữa, thì mình xin nói thẳng luôn là cái con Reaper nó chỉ còn liệt kê danh sách, đứng đầu tất cả những danh sách những cái con vật này. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình muốn thông báo cho bạn nè đó mất dạy. Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh của mình. Và hiện tại bây giờ mình đang ở một cái chỗ này gọi là cái gì nhỉ, cái chỗ này mình cũng không biết mình gọi là cái gì luôn. Đây là một cái phòng nhỏ, chúng ta ngồi đây đó, chúng ta ngồi để chúng ta AFK cho mấy anh Golem mình nó xuất hiện. Hôm ra mình cũng không cần phải ngồi đây đâu, mình cũng có thể là đi làm những cái việc xung quanh cũng được, đi làm việc dọc xung quanh đây cũng được ha. Thì anh Golem vẫn xuất hiện bình thường ha. Thì như các bạn thấy đằng kia là chúng ta có một cái beacon đó, nhưng mình đã làm cho mình cái beacon thôi ha. Thì mình quyết định là làm bằng sắt, cho nên nhân sắt với trẻ đây chúng ta có máy làm sắt này đó. Mình đã làm cho mình một cái máy làm sắt đây đó. Giờ mình quyết định là cho mình một cái giường cây đó, một cái giường cây như đó. Đó, nhưng mà nhất thời là mình bị thiếu sắt, cho nên mình phải bắt buộc làm máy làm sắt luôn ha, để chúng ta có dùng gì dùng đó. Thì làm cho khó vậy thôi, thì cái là cũng gần kết thúc rồi ha. Đó, cây nó mọc luôn kìa, thì chúng ta cũng nên được nhờ chúng ta có một cái beacon đó. Rồi ở đây là một cái chuồng gà ha. Mình không lấy gà để ăn ha, mà mình lấy gà để mình làm cái, mình chỉ cần trứng gà thôi chứ mình không cần mấy con gà làm gì hết. Đó, mời ta đi xuống. Đó, đây đó, cái beacon này mình đã lấy cho nó hiệu ứng ở đào nhà thai luôn ha. Đó, mình đã đặt nó xuống cho mình nó kích hoạt nó luôn hả. Đây, thì đây là cái chuồng gà của mình. Mình không cần mấy thịt gà hết, mình chỉ cần mấy trứng gà thôi. Đó, mấy trứng gà này mình cần để làm gì thì chúng ta sẽ đi lấy những cái, đâu rồi, chúng ta sẽ đi lấy những cái hoa khô héo. Đây, mình sẽ cho bạn xem cái này đây. Đây, để làm ra cái bột nhựa màu đen này chúng ta có hai cái. Một là dùng cái hoa này, hai là dùng cái túi mực. Mà như bạn biết đó, để mà đi, nói chung là cái tỷ lệ của mấy con mực này nó xuất hiện thì nó cũng không nhiều lắm. Thứ hai đó là đi giết tụi nó cũng khá là cực, bởi vì nhỏ là dưới biển mà nó di chuyển không được gọn lẹ lắm anh. Đây là những cái tàn tích của em Reaper em ấy để lại cho mình đó. Thì nói chung là do cái đông này tối á, thì mình ngủ thức dậy có thấy một em Reaper đây, chém em cái một em ở đằng đây, mình chém em thì không có gì cả. Thì nhưng mà nhất thời là có một em đằng sau luôn, có hai em kẹp hai đầu, mình chém em này đó, thì mình lùi về đằng sau, thì có một cái tiếng xe mình hết rồi mình chạy ngược lại về bùm đằng sau, còn thêm kem đằng chiếc này nó bùm cái hai lỗ mình nó lắp lại nó đỡ rồi đấy, chứ thật ra nó còn bự hơn cơ. Thì như cái đoạn đầu video thì bạn cũng đã xem qua rồi, thì cái đoạn đầu video đó là đáng lý ra là cái đoạn đầu đó là nó nằm ở trong cái tập trước,
nhưng mà lý do là khi mà mình ghép hai cái đoạn, mình ghép cái đoạn nó vô thì nó lại quá dài, nó hơn một tiếng là đó, cho nên là mình quyết định là mình không ghép ha. Đó. Thì tại sao mình lại ghép cái đoạn nó vào, thì mình ghép cái đoạn nó vào là mà mình để cho bạn biết là mình bị em Ripper hành hạ như thế nào đó, mình mất cái giường màu hồng luôn mọi người đó. Đây là mình ngủ đây nè, thì đây là hai dấu tích của hai em Ripper ha. Đó. Lúc đặt giường xuống ngủ cái đi đó. Lúc ta đặt giường xuống ta ngủ, thôi chạy nào, thôi chạy nào. Ở đặt giường xuống ngủ. Ô một em Victor trả lời chém cái. Lui về sau, lui về sau. Ô một em đằng sau nó bùm, giá đằng trước. Bùm, rồi sau đó mình bị giam tới đằng trước. Giá em đằng trước này ở gần quá. Bùm, đó hai lò quá. Giờ mất tiền cái giường mặt hồng của mình luôn. Đó, giờ mình phải đi làm lại. Cái này là cái giường này, cái giường làm lại nha, chứ không phải là cái giường nguyên bản nha. Đó. Rồi tới đây một cái. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây. Đó. Thì ở đây mình cũng có làm cho mình hai cái đây nè. Cái này làm lâu rồi, đây là một cái máy phao lâm sản và đây là một cái máy phao đá. Thì lúc trước là mình làm cho nó dài tới tận 6 ô lận mà thôi, mình thấy là 6 ô thì thấy nó hơi ta thấy nó không được ổn định lắm, cho nên mình quyết định mình làm nguyên bản từ của nó luôn, mình không thay đổi. Của người ta là có 3 ô mà. Đây, của người ta làm là dài có 3 ô à, 3 gấp bờ thôi. Mà mình làm quốc tới 6 luôn, bây giờ dạng là cái cúp của mình nó cũng khá là xịn. Ở cái cúp của mình nó cũng khá là xịn. Cho nên đào nó cũng khá nhanh, cho nên mình sợ đây 3 ô là đủ không đủ đào. Đó. Cho nên là mình quyết định là mình làm ngắn nó lại. Mình làm 6 ô thì mình có điều là nó không được ổn định cho lắm, cái lâu lâu nó xuất hiện ba cục đá cuội nè, lâu lâu xuất hiện ba cục đá cuội như thế này. Tức là mình thay cái đầu cuối đó bằng một cái chữa chấm đo, giờ nó ở đâu ổn định hơn rất là nhiều ha. Đây, giờ mình xin thông báo với bạn một điều đó là ta đã bị mất cái cung. lý do vì sao mất cái cung? Thì đây nè, đây, như bạn đã thấy chúng ta có một cái vườn cây nho nhỏ. Đây, một cái khu vườn cây để mà chúng ta farm mầm cây ở đây đó. Thì chúng ta cần có những cái dispenser như thế này đó. Mà dispenser thì nó cần cung đó. Cung thì mình đã có rồi đó, ở trong mấy farm đó, con chấp từ mấy em skeleton đó. Và trong lúc lỡ tay thì cái máy này nó trần cây ở một chỗ là nó cần một cái cung nguyên dạng đó. Mà trong lúc lỡ tay mình lỡ mình lấy cái cây cung xịn nhất của mình, mình đem thẳng lên đây mình sửa lại, mình sửa chung với gì, mình đem sửa chung với là những cái cây cùi để thấy là nó mất tiêu luôn, hoặc là do mình lỡ tay mình sợ mình xóa phù phép lộn hay là gì đó đó, cho nên điều đó cũng khá là buồn đó, nó khá là bất tiện. Bởi vì đơn giản có một số con vật chúng ta không thể nào có nghĩa là có một số con vật thì chúng ta không thể nào mà giết ở chúng ta không thể nào mà đánh giáp lá cài nó được, chúng ta phải chơi là bắn tỉa, chúng ta không thể nào mà chơi trò đánh giáp lá cài được ha. Đó là bây giờ mình phải đi gọi là lấy lại cái cung đó bằng cách mà chúng ta sẽ đi enchant một số thứ. Và chúng ta có rất là nhiều ngọc loli, cho nên là không cần phải lo gì cái chuyện đó. Và trong cái kho đồ của mình, chúng ta có một cuốn sách khá là xịn sò, Lửa và Sức Mạnh 4. Thì cuốn sách này từ đâu ra? Đó là mình câu cá mà. Các bạn nhớ tập trước không? Cái tập mà mình đi cái tập mà mình xây ngọn hải đăng á, thật ra là mình có quay một cái đoạn là mình đi vào thẳng vào những cái thủy cung để mà mình đánh luôn, nhưng mà mình nhất thời mình không có cá nóc, cho nên là mình đã làm cho mình một cái cần câu để mà mình câu cá nóc. Thì đó, đi câu cá nóc xong thì chúng ta câu được cuốn sách này, nó khá là ngon. Đó, giờ mình sẽ lấy cuốn sách này mình đem đi ép vào cái cây cung của mình. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau lấy lại cái cây cung đó cung mà chúng ta đã đánh mất. Ok, chúng ta sẽ lấy lại cây cung mà chúng ta đã đánh mất. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cần làm cho mình vài cái quyển sách. Cái này. Rồi thì bây giờ là mình thay đổi kế hoạch là một chút, đó là ta sẽ không cần phải cái gì nhỉ? Ta sẽ không cần tới cái thủy cung nữa. Bởi vì đơn giản là ở trong thủy cung nó chỉ có 4 khối vàng là giá trị thôi, hoặc là và những cái miếng bọc biển thôi. Ở đây mình có gắn cho mình cái cửa sắt. Đó. Đi vào, đó. Mấy em dân làng. Lúc trước cái lúc mà mình xây cái đây nè, đây. Thì có một em dân làng đi vào. Đó, vậy em đi lên tuốt trên kia luôn đó, giờ mình tìm cách đưa em xuống nhưng mà em không chịu đi xuống đó, mình đã quyết định rồi, hiểu ha. Rồi mình sẽ kiểm tra, mình nhớ là mình đây ta sẽ lấy ra một ít da bò đó, để làm cho ta những quỷ khách. À giờ mình sẽ sẵn tiện cho các bạn xem cái này luôn. Dạ. Rồi hơi đau một chút. Đây đây, giờ đây đó, mình đã hoàn thành xong cây đèn của chúng ta rồi. Đây, và không những là hoàn thành nữa nha, mà hơn cả mong đợi nữa. Đó là gì? Bật lên nè. Ồ
nó đã nhấp nháy được rồi nha. Nó đã nhấp nháy được rồi nha. Thì làm sao mình làm được chuyện đó? Thì đó là mình cần salam mà. Đây, đâu rồi? Không, cái chỗ này không thấy được. Mình đã quay trở lại rồi đây. Đó, nhà mình nó hơi ồn xíu. À, mình đã ngưng quay một xíu ha. À, bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái phần bên trong của nó. Đây, nó như thế này đây. Đâu rồi? Mình sẽ bắt lắp lên đây như thế này. Đó. Đây thì mình đã cho nó cái gì vậy? Cái gì cục ghê luôn ha. Rồi cái coi. Đúng rồi. Đó. Đào lên. Đây, mình đã đặt lóc cho nó một cái piston dính ở đây. Đó. Khi và đâu rồi? Khoan khoan, cái chỗ này hơi khó. Ta đặt cục này ra cái đi. Đó. Và mình cũng đã đặt cho mình ở đây một cái hệ thống bộ lọc đá đỏ. Đó. Khi mà chúng ta kết hoạt cái công tắc đây nè, thì cái chỗ này nó sẽ nhấp nháy và tín hiệu nó sẽ đi lặp lại nhiều lần. Đó. Và nó sẽ kích hoạt cái piston này kiểu như là đẩy xuống, cúp lên, đẩy xuống, cúp lên, đẩy xuống, cúp lên đó. Đó. Thì khi mà cái khối đá đỏ này nè, khi mà nó chạm xuống dưới đây á, thì nó sẽ kích hoạt hết toàn bộ cái đèn của chúng ta. Và khi nó rút lên á, thì nó sẽ ngắt nguồn điện. Đó. Thì từ đó là chúng ta sẽ có một cái đèn nhấp nháy. Đó. Thì có vài bạn sẽ thắc mắc là, ủa, nói là không có salam mà, vậy lấy salam đâu ra mà làm hay vậy? Thì chính vì mình không có salam, mình phải đi tìm. Đó. Mình đi tìm những đầm lầy, dùng đầm lầy nhưng mà chả có con nào hết. Lúc mình lên mạng xem thì mình quyết định là mình làm cái máy farm salam luôn. Đó. Nhưng mà mình sẽ không làm cái máy farm đó. Đó. Mình sẽ không làm, bởi vì đơn giản làm nó mất thời gian lắm. Chuyện thứ hai nó cũng chả làm gì hết trơn á. Series này cũng gần kết thúc rồi. Đó. Rồi ok, sao lắp lại đi. Đó. Rồi ta sao lắp lại như thế này. Đó. Rồi bật lên cái này. Ồ. Nhấp nháy được rồi nha. Đó, nhấp nháy được đàng hoàng nha. Ok, rồi. Và à, nói tới đâu rồi nha. Đâu đúng rồi, chúng ta quay trở lại chỗ cũ. Thì mình lên mạng để tìm cái cách xem farm salam thì mình mới thấy đó là cái con salam á, nó không xuất hiện vào những cái đêm bình thường mà nó phải xuất hiện vào đêm trăng tròn cơ. Đó. Tức là những cái đêm nào có trăng tròn thì mấy con salam nó xuất hiện ở đầm lầy. Đó. Còn những cái đêm nào không phải là trăng tròn thì đầm lầy nó chỉ là những cái con mob như là zombie, scare, creeper các thứ thôi. Đó. Và cái nội thất thì mình cũng đã làm rồi ha, mình chỉ gắn đèn đơn giản thôi. Bây giờ đơn giản là đây là nó là một cái ngọn hải đăng, đồng thời nó cũng làm có xe gió. Thì cái này chỉ có tác dụng đó là vấn đề, thì cái ngọn hải đăng này chỉ có tác dụng đó là gì ta, xác định phương hướng thôi, cho nên là cũng không trang trí gì nhiều. Đó. Ở đây thì mình đặt cho mình những cái gương để mà nghĩ như là cái kho, bởi vì đơn giản là cái nhà của chúng ta trong đó kìa, cái nhà trong đó thì chúng ta đã chật chỗ rồi. Đó. Kho đồ không còn đủ nữa. Ok. Đó. Rồi. Giờ tôi đi ra. Đó. Rồi, nói chung là đây là tổng thể xong đó ha. Rồi ok. À, và sẵn tiện đây đó là mình đã biết lý do vì sao mà những cái bé Reaper thằng Si xuất hiện đây rồi. Đó, ta sẽ đi xuống. Mình đã biết lý do là sao rồi ha. Đây, mình sẽ đi xuống cho bạn xem. Tối quá, không thấy cái gì hết. Đó, mình sẽ chỉnh sang chế độ cái gì nha. Khán giả. Đây, mình sẽ đi xuống. Đây, như bạn thấy thì tập trước mình cũng đã xem như thế này rồi, giờ mình chả thấy cái gì hết đúng không? Đó. Đó gì bây giờ, nhưng mà bây giờ mình đã phát hiện cái lý do rồi. Đây, bạn thấy chỗ này không? Đây cái chỗ này nè. Đó, cái chỗ này nè. Đó. Thì các bạn sẽ tự hỏi cái chỗ này là chỗ gì? Thì đây là một cái hang ha, một cái hang nhỏ nhỏ thôi. Đó. Nhưng mà trong cái hang này nó bị tối. Đó, mà cái hang này bị tối sao? Thì nó sẽ spawn quái gì trong đó có bé Reaper. Ok, có bé Reaper ha. Đó. Mà có bé Reaper sao? Đây giờ đây. Thì cái hang này á, nó có một cái đường đi ra luôn. Mà đặc biệt á, là cái hang này á, không có dính nước. Cái hang này nó khô ráo luôn. Đó, nhìn thấy là mấy bé Reaper cứ thoải mái mà spawn ra. Và khi mà tới lúc mà mấy bé nó bước ra nè, bước ra và chồi lên. Đó, chồi lên trời. Bây giờ đơn giản là mấy bé Reaper nó biết bơi. Đó, mấy bé Reaper nó biết bơi. Còn đây ha, mấy con zombie á. Mấy con zombie từ phiên bản 1.0 mấy con zombie skeleton á, từ phiên bản 1.13 trở lên á, thì mấy em không còn biết bơi nữa. Đó, mấy em chỉ có thể bị chìm thôi chứ mấy em không thể nào bơi được ha. Đó, và đó là lý do vì sao mà mấy bé Reaper xuất hiện ở đây hoài luôn.
Và như bạn, như đoạn đầu các bạn đã thấy là mình đã giới thiệu là mình đã bị hành hạ như thế nào đó, ok. Và không những chỉ có thế đâu, và mình đã bị đem một lỗ nè đó. Đó, trong lúc mà kiểu như là đang xem video, nói chung là mở máy rap lên thôi, mở rồi để đó, đó. Chúng mình làm khá là nhiều thứ rồi, chán quá biết làm gì, nhưng mà cũng không có tắt game cho nên để đại vậy đó. Và thế là mấy bé rapper nó xuất hiện đó, đang xem video của người ta đang rất là thanh thản luôn đó. Tự nhiên nghe tiếng cái đùng, vào game coi thử, một lỗ cha bá ở đây luôn đó, giờ phải lắp lại đó. Cái đó thì cái đó nó cũng lâu rồi ha đó. Và như bạn đang thấy level của mình đang bây giờ hiện tại là hơn 202 đó. Thì ban đầu nó chỉ có 200 thôi, tại sao nó lên tới tận 202 lần? Thì mình farm mấy farm Enderman á, mình farm lên tận 200 cơ đó, mình farm tới tận 200 luôn đó. Và cái lý do mà nó lên 202 á, đó là mình cũng có làm đi làm một số việc, là thì nói chung là làm những cái việc ở bên hòn đảo đó, thì cũng có mấy con quái nó xuất hiện, mình sẵn tiện nó mình chém luôn đó. Thì nó cứ tích lũy qua ngày, sẵn tiện nó lên tới tận 202 luôn đó. Và như bạn thấy ở đây mình có ba cái đầu của Wither đó, thì mình đã giết con Wither, tại sao mình lại lấy nữa? Thì mình cần, thì như bạn đã, thì như mình đã nói, mình cần cái này, đúng rồi, mình cần cái này để mà làm, để mà chúng ta làm cái này đó, làm cái này để mà mình có nguyên liệu để mà mình xây dựng một số thứ đó, ok đó. Và cái bông hoa này nè, đúng rồi, đây cái bông hoa này á, nếu muốn có bông hoa này thì chúng ta bắt buộc phải cho con Wither nó giết những sinh vật lành, tức là những cái con sinh vật ở trong game này, những con sinh vật mà hiền á, hiền lành cực kỳ luôn á, như con heo con gà con bò con cừu đó, những con đó là những con hiền đó, phải cho những con Wither nó giết những con đó thì nó mới gây ra những cái bông này đó. Đó thì lý do là sao mà mình làm một cái máy farm gà bên kia, và mình cần rất là nhiều trứng gà là như vậy đó. Đó rồi, thứ hai nữa đâu rồi. À, mình nói luôn đó là farm ba cái đầu này cực kỳ mệt luôn á. Rồi hai cái đầu mình kiếm được hai cái đầu rất là dễ dàng luôn đó. Thì đó nhà, hai cái đầu mình rất là may mắn khi mà tìm kiếm được hai cái đầu liên tiếp, ok. Nhưng mà cái đầu thứ ba, trời ơi trời, nó khó, nó lâu cực kỳ luôn, từ 43 miếng thịt mà xuống còn có mười mấy miếng thịt à. Như bạn thấy là còn 8 miếng thịt đó không, thật ra mà cái lúc mà mình đi tìm cái đầu á, từ 43 miếng thịt còn xuống còn có 15 miếng thịt à. Đó, như bạn đã thấy đó, là nó rất là khó khăn trong cái việc mà tìm kiếm cái đầu này, tìm kiếm rất khó khăn luôn á. Rồi ở thứ hai nữa là như bạn thấy là mình có rất là nhiều cái rương sugar ở đây đó. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đi vào NCT mình kiếm thêm, bởi vì mình không muốn thấy cái cảnh đó chính là sao ta, chuẩn bị nguyên liệu rất là nhiều rồi nhưng mà cuối cùng vẫn phải đi chế tạo, vẫn phải đi tìm là như vậy. Cái quả hái đăng này nè đó, như bạn thấy những cái bê tông màu trắng này, các bạn thấy mình chuẩn bị rất là nhiều đúng không? Nhưng mà không nha, mình chuẩn bị rất là nhiều đúng, nhưng mà tới lúc thực hiện như xây thì nó vẫn không đủ, và mình phải đi chế tạo tìm cái, nói chung là cái nguyên liệu mình vẫn có, nhưng mà có điều là mình phải bắt buộc phải chế tạo thôi đó. Thì mình không muốn thấy cái cảnh đó ha đó. Tức nghĩa là bê tông thì dễ làm lắm, các bạn chỉ cần bốn cục sỏi và bốn cục cát thì chúng ta sẽ có bê tông ha, và cho một cái màu nào đó, một cái màu bất kỳ nào đó mà bạn thích, là chúng ta sẽ có một cái màu bê tông màu y hệt như thế đó. Đó. Và sau đó thì các bạn sẽ có một bột bê tông, và bột bê tông thì các bạn cần phải cho nó dính nước thì nó mới đặt lại được, nó mới cứng lại được ha đó. Đó. Và trong lúc xây cái này thì mình bị thiếu bê tông và mình phải làm đó, làm thì chúng ta phải cho nó dính nước các kiểu, nó rất là một thời gian đó, thì mình không muốn thấy cảnh đó một chút nào đó, cho nên là chúng ta không phải có thêm nhiều cái đường sugar vô nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm những cái việc mà chúng ta cần làm, đó chính là đi in trên cái cây cung để lấy lại cái cây cung của chúng ta. Mất ba cây cung mình buồn dễ sợ. Mình đã ở cái chỗ khu cái bàn in trên rồi ha, và bây giờ chúng ta sẽ đi in trên cái những món đồ của chúng ta đây. Ê, bây giờ mình sẽ lấy cho mình ra một cái đe, đâu rồi cái đe, đâu rồi, mình nhớ là mình để trong đây à ha, đâu rồi, đây cá nóc cá thiết gì nào đây. À, và có một cái điều khá là buồn cười, như bạn đã thấy chúng ta có một cây kiếm ở đây đúng không đó, thì mình đang farm Enderman, thì mình quyết định là mình farm Enderman để mà mình ép hai cái dòng phù phép cuối cùng, đó chính là gây trái và
gãy trái và đánh bật lùi đó. Thì mình không hiểu lý do vì sao khi mà mình đặt cái kiếm vào đây thì nó lại nói là quá đắt. Ok, nó nói là quá đắt, quá đắt, cứ nó để là quá đắt, mặc dù mà nó lên 200 level nó vẫn nói là quá đắt. Cái lúc mình thử nha, mình chuyển sang chế độ sáng tạo, mình ép thử, mình bỏ vô cái đe xem thử là nó tốn bao nhiêu cấp. Ok, thì nó chỉ tốn có 65 cấp thôi, mà không hiểu tại sao mình đã 200 level rồi bởi để vào thì nó vẫn nói là quá đắt, quá đắt phát. Cho nên là thôi mình quyết định mình bỏ luôn, mình không cần cái gì nha, mình không cần cái phù phép gây trái và gọi là gây trái và đánh bật lùi ha, không cần đâu, kệ bà luôn đi. Đó. Giờ hôm nay chúng ta sẽ ép vào cây cung. Ê, lửa và sức mạnh 4. Ok, giờ chúng ta còn bị thiếu một số thứ đó là trầm hồng. Và bây giờ mình sẽ thực hiện cái công việc đó là chúng ta sẽ lấy lại cây cung của chúng ta. Đó. Nhớ cây cung ghê luôn á. Ồ, chúng ta có được vô hạn và sức mạnh 3. Ở cái này là sức mạnh 4. Ok, chầm hỏng à. Ô, sức mạnh 4 nè, chầm hỏng nè. Ô, ngon luôn. Hết, đồ rồi. 200 level in gen. 200 level in gen, không cần phải lo nghĩ cái gì hết. Lửa và chầm hỏng, bập. Đây là vô hạn đúng không? 16. Chúng ta rồi, cho thử đổi đây coi. Cũng 16 luôn. Đâu qua đây. Này 20 nè. Này 16 vô hạn, sức mạnh 5, trầm hỏng lửa, rồi, đúng. Ok, thì mình xem thử là còn cái gì nữa không ạ. Sức mạnh. Ồ, nói chung là cũng chả còn gì hết. Ok, xong. Vậy là chúng ta đã có một cây cung, nói chung là gần như là đủ tất cả. Sức mạnh, này, trầm hỏng, này, rồi vô hạn nè. Ok, sẵn tiện đó mình sẽ... Gọi là mình sẽ... Enchant cho cây đinh 3 của mình luôn. Đó. Cây đinh 3 của mình đó, thì mình đã xóa phù phép cho một cây rồi. Một cây mình đã xóa phù phép rồi ha, còn một cây thì mình vẫn để nguyên. Đó. Rồi mình sẽ ném những cái này đi. Những cái cung này không cần nữa. Ta không cần tụi bay nữa. Rồi. Đây là cái khối kim cương còn dư. Rồi. Ta sẽ đi lên đây một chút. Rồi. Hiệu suất này. Hiệu suất. Đây là hiệu suất 5. Này cũng hiệu suất 5. Này hiệu suất 4. Ok. Ok, giờ bây giờ chúng ta sẽ xem thử là gì nhỉ? Mình đây à, cái đinh ba của chúng ta đây rồi. Ok. Và mình sẽ thử mình đem qua bên đây mình enchant nó thử coi là nó có cái gì ha. Và hy vọng nó sẽ có cái dòng riptide. Tức là sống dữ. Xuyên vào da thịt năm nè, mình sẽ lấy cái này. Đúng dòng luôn. Nó cho đúng một dòng duy nhất luôn. Hay ghê luôn á. Thì cái dòng mà xuyên vào da thịt năm này á, thì ban đầu mình tưởng nó là dành cho cây nỏ cơ, nhưng mà không phải, nó là dành cho cây đinh ba nha. Cây nỏ là xuyên thấu chứ không phải là xuyên vào da thịt nha. Xuyên vào da thịt là của cây đinh ba. Ok, ta sẽ lấy cái này ra. Mía đâu? Mía mình đã dùng để mà làm pháo hoa hết trơn rồi, cho nên bây giờ là chúng ta cũng khá là khan hiếm về cái vụ mía. Ok. Đây. Chú. Bụp. Chúng ta có được 16 cái cuốn sách. Thì cái cây của mình đã sửa nó là một chút. Đây như các bạn thấy là mình đã sửa nó là một chút ha. Nhưng mà sửa lại thì nhìn nó cũng xấu như thường, chả có đẹp đẽ gì hơn. Nói chung mình có lấy lá cây mình đi lên trên đỉnh của cái cây đó mà, của cái cây này, rồi sau đó mình lắp lại thôi, lắp lại cho nó nhìn ở bất kỳ hơn xíu, nhưng mà lắp xong thì mình thấy nó vẫn vẫn như cũ. Rồi ok, ta sẽ đi qua bên đây rồi đặt vào xem thử là có cái gì không. May mắn này là của cái cần câu nè. Rồi cái này không quan tâm. Sức mạnh 4 rồi, đào nhanh như nước tôi có rồi. Hiện tại bây giờ mình đang cần cái hô hấp, cái nón của mình nó vẫn còn thiếu cái hô hấp nha bạn. Cái nón của mình nó vẫn còn thiếu cái hô hấp rồi. Hại thêm 2 năm, tôi có đặt hại thêm 2 năm rồi. Còn cái cạnh 3 nè. Còn đến đây có cái cạnh 3 luôn rồi. Xuyên thủng này là của cái nỏ nè. Ok. Lòng trung thành 3. Ồ, được nè. Ok. Sức mạnh 3. Xuyên thủng 4.
Rồi quá trình ba đào nhanh như nước không, tôi cần cái hô hấp cơ. Gia tài có rồi, dắt này đi lấy gia tòa, đi lấy gia tài tàu lao không. Hô hấp, yeah, chúng ta đã có hô hấp và chúng ta sẽ ép nó vào cái cây này, cái nón của chúng ta. Ok à, cái mũ hay cái nón vậy đó, nói chung là cái nón là cái mũ đó, cái mũ là cái nón, cái nón là cái mũ đó. Ok đâu rồi, hô hấp đúng không? Rồi chính thức chúng ta có được một chiếc mũ có hô hấp và chúng ta sẽ thở lâu hơn ở trong ở dưới nước. Và như bạn thấy là chúng ta đã có giáp gai đó, mình đã in trên giáp gai. Giáp gai mình lấy được thì cái dòng gai này mình lấy từ đâu ra? Mình mua từ con nhân làng ấy. Thì mình mua từ con nhân làng đó, cho nó nhanh đó. Rồi chúng ta đã có được hô hấp. Ok rồi chúng ta sẽ có được khả năng thở lâu hơn ở dưới nước nhiều. Rồi ok, đây là xuyên vào da thịt đó. Và mình không biết là mình đã bỏ cái cây đinh ba kia của mình ở đâu rồi đó. Khá là kỳ cục không, khá là giờ khá là mệt đi. Bây giờ là phải mở ra từng cái rương như thế này để mà tìm xem em ở đâu. À đây rồi, em đi rồi. À chấp điện nha, có chấp điện nha. Bụp. Rồi. À hết. Đâu rồi, đâu rồi, đây. What? Cái đây rồi, cái lòng trung thành của tôi. À, lòng trung thành 3 nha, chấp điện. Mà có điều là nó không có trầm hồng. Nó không có trầm hồng. Ok bỏ đi, không sao. Rồi hiệu sức 4, hiệu sức 4 mình sẽ áp vào cái sản đi. Sản mình mới có hiệu sức 4 mà. Đây. Rồi chúng ta chính thức có hiệu sức 5. Sức mạnh 4 may mắn bảo vệ quyết cạnh xuyên thủng. Quyết cạnh hai thêm ma xuyên thủng sức mạnh 4 rồi. Giờ mình sẽ thử mình tìm thêm một số cái dòng enchant ngon ngon hơn nữa nha. Và thử là chúng ta có dòng nào ngon hơn nữa không. Ok. Tính bậc lười 2 à. Trời ơi cái kiếm. Cái kiếm của tôi nó còn cần nữa đâu. Cái kiếm mình hết enchant được thì rồi. Vô hạn à, trời đất mẹ, có vô hạn rồi, nếu vô hạn chỉ nữa mẹ. Hãy thêm đấm lùi xanh bé. Thôi. Ờ, hãy lò chân đấu quét cảnh bảo vệ con vật quý cái gì vậy? Cho toàn cái gì không gì trời. Ờ, có bảo vệ nè, con cuốn này được, đỡ. Mình sẽ lấy... À đâu? Trời ơi, cần phải chăm hóng, bảo vệ có hết trơn rồi. Bảo vệ người ta có hết trơn rồi, tự nhiên đi lấy nữa, tàu lao. Ok, nạp nhanh nè, sức mạnh. Ờ hết. Ờ, có chầm hổng nè. Rồi, mình sẽ ép hai củ chầm hổng này lại với nhau. Chúng ta sẽ có chầm hổng 2. Hả, chầm hổng 2. Rồi, đâu đi xem nè. Rồi, mình sẽ xóa những cái phù phép mà... Mình sẽ xóa những cái cuốn mà mình không cần đi. Đó, để mà chúng ta lấy lại những cuốn sách. Và chúng ta tiếp tục enchant. Mình vẫn còn tới 74 cấp lận. Đừng lo về việc đó. Hiệu sức. Lại hiệu sức. Nạp nhanh nha. Ở đây có cái chầm hồng nữa rồi. Ô, chầm hồng 3. Được. Chúng ta đã có chầm hồng 3. Và chúng ta sẽ ép vào cái nào đây. Ok, chúng ta sẽ ép vào cái cây đinh 3 này. Đó. Chầm hồng 3 luôn nha. Thò chậm hống 2 nè, chậm hống 1 nè. Bây giờ cho chậm hống 3. Chứ mà cũng được. Ờ hả. Ê, bay. Xóa cái đó là khóc hận luôn á. Khóc không ra nước mắt luôn á. Rồi 4 cuốn, chúng ta lại có 4 cuốn. Ờ hả. Trời ơi, vẫn như cũ. Ờ, sắc bén. Rồi đi. U chậm hỏng 3. Lại được quá. Lại được quá. Nó lại được quá. Giờ mình sẽ ép vào cái cánh của mình. Cái cánh của mình nó chỉ mới có sửa chữa thôi. Chứ nó không có hề có chậm hỏng nè. Bực đó trời ơi chậm hỏng. Nó khỏe gì đâu á. Nó khỏe gì đâu. Rồi cắn miếng coi. Rồi bây giờ tạm thời là im ổn hết nha. Bây giờ là im hết rồi. Ném này vào luôn đi. Đó. Bây giờ mọi thứ gần như đã im ả hết rồi. Rồi bây giờ ta sẽ ghép lại những cái này thành khối. Ồ vừa đủ luôn à. Hay á. Rồi 12 khối. Ồ chưa còn. Rồi ráp này lại luôn. Đó. Búp. Đó. Rồi đào những cái này ra. Đó. Rồi ta vứt những cái này vào. Ok. Rồi ta sẽ để sẵn tiện đào này ra luôn. Đó.
Rồi ta đi qua bên đây, ta cất một số đồ. Đó, rồi mình sẽ lên đường vào NCT để mà chúng ta tìm kiếm lại cái gì nhỉ? Để mà chúng ta tìm kiếm thêm những cái su cơ, những cái vỏ su cơ đó mà chúng ta gọi là có thêm nhiều chỗ chứa hơn nha. Đó, chứ hiện tại giờ những hộp su cơ bây giờ vẫn không đủ để cho chúng ta chứa được. Đó, ngộn cái. Trời đã sáng, giờ mình sẽ đi qua bên chỗ này. Ok, mình sẽ đi qua bên chỗ này để mà mình cho các bạn xem một thêm một thứ rất là thứ rất là hay ho. Rồi đây, như bạn thấy ở đây mình có một cái dàn giáo đó. Tại sao mình lại đặt ở đây? Bởi vì đơn giản mình đã đào một cái hố bự chà bá dưới để mình làm cái sờ lam đó. Mình sẽ đi xuống dưới đây nha. Đó, đi xuống dưới đây thì ban đầu mình lên trên internet mình xem cái cách người ta làm sờ lam đó, thì mình không có cần nhiều. Hiện tại bây giờ nói chung là gần kết thúc series mà. Đó, gần thêm một hai tập là dài tập nữa thôi là kết thúc luôn rồi đấy. Làm gì có sờ lam gì sau đó không có gì, không có dùng nữa đó. Đó, thì ở đây đó. Đó, ban đầu là mình đào xuống tới tận dưới đây cơ. Đó, rồi mình đào một cái lỗ chà bá. Đó, rồi sau đó mình đi đào ra một cái chỗ này để mà mình áp ca đi xa xa chút gì nào để mà áp ca đó. Đào 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 một hơi chúng ta thấy kim cương. Trời ơi, đào chỗ để áp ca, đào một chỗ để áp ca thôi vậy mà thấy được kim cương, hay ghê luôn á. Đập ra luôn hai cục. Ờ được, hay ho đó. Nhưng mà áp ca một hồi lâu mình thấy không có con nào xuất hiện hết, cho nên là mình quyết định mình đi lên trên đây đó. Mình thử, mình sẽ đào đây. Đây là tầng chính, đây là tầng chính. Còn cái tức là cái cục này là tầng 8, còn đây là tầng 9. Mình quyết định là mình đào ra ở cái tầng 8 này, rồi sau đó mình AFK lâu lâu một xíu và đi lên. Và chúng ta thấy một em Salam và mình đã giết em đó. Chúng ta đã có được cái piston Salam và thế là chúng ta đã hoàn thành được cái đèn ngọn hải đăng nhấp nháy. Trời ơi, cái đèn ngọn hải đăng nhấp nháy. Má ơi, bây giờ tôi nhớ lại những cái ký ức mà gọi là làm cái ngọn đèn ở đâu đó, tôi khóc ròng luôn mấy ông ơi. Khóc ròng luôn thật sự. Bây giờ đơn giản, trời ơi, nó mất thời gian cực kỳ luôn. Cái hệ thống đá đỏ khốn nạn. Rồi bây giờ ta sẽ đi lên. Oh, hello em bán gì? À, em có bán khói sờ khô à. Thôi kệ bà đi, không cần nữa nha. Rồi à, xong tiền đặt hay cục về lên. À, như tập trước các bạn đã thấy đó là mình có đi xuống dưới hầm mỏ đúng không? Ồ, 7 cục à, mình đi xuống cái hầm mỏ, mình đào kim cương đúng không? Thì cái lúc mà cái cảnh mà đào kim cương á, cảnh đào kim cương cuối cùng trong video đó, thì mình đã bỏ sót lại một viên. Mình đã bỏ sót lại nha bạn. Mình đã bỏ sót lại một cục, một quặng chứ lộn, mình đã bỏ sót lại một quặng kim cương. Không hiểu sao luôn, hay ghê á. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lên đường để đi vào NCT và chúng ta sẽ tìm những cái super box, tìm những cái nguyên liệu đó mà làm những cái su cơ bắp. Để mà làm gì? Để mà chúng ta gọi là có thêm nhiều chỗ chứa và thực hiện những cái công việc của chúng ta. Thì tập này có thể là mình chỉ thực hiện những cái công việc của mình thôi, chứ mình cũng chả có làm gì nhiều hết bạn á. Mình chỉ thực hiện đó là những video các thứ vậy đó. Chứ từ nãy giờ nó nhảm không có nhiều thật. Nó nhảm cực kỳ nhiều luôn. Đó. Ok. Còn nếu như mà mình cảm thấy là vẫn nói chung là, nhưng mà mình cảm thấy là ổn á, nghe là cái này vẫn chưa quá dài đấy. Thế nhưng mà cái video này vẫn chưa quá dài thì mình sẽ quyết định rồi sẽ xây con thuyền ở bên đó thôi kìa, chứ không có gì đâu. Còn xây con thuyền thì mình có quay không thì chắc chắn là không quay rồi. Bây giờ nó nhắm lâu thì bà nội luôn quay chi. Nó lâu thì bà nội luôn. Mỗi lần xem con thuyền thì rất là mất thời gian. Rồi thôi, quay chi? Hỏi quay. Ờ, cho gọn. Ok. À, sắp tiện mình sẽ đi tìm cái NCT mới luôn rồi. Mình sẽ đi tìm những cái NCT mới ở phía trong cái thế giới NCT đó. Ừ. Chúng ta sẽ sẵn tiện đi tìm những cái NCT mới ở trong những cái thế giới gì nha. Ok, rồi. Ăn hết chưa? Ăn đi. Rồi. Rồi hiện tại giờ mình sẽ không giết những mấy em đó đâu. Chúng ta sẽ không giết mấy em bò đó, chúng ta sẽ chế tạo bánh mì ăn rỡ đi. Chúng ta sẽ lấy bánh mì ăn rõ đi, bây giờ là nhận mình còn khá là nhiều lúa. Dạ. Giật mặt nha. Ok, rồi mình có khá là nhiều lúa, mình sẽ chế tạo một cái
một số ít để mà mình ăn đi. Ok. Rồi. Bánh mì đây. Ai bánh mì lỏng không? Bánh mì lỏng đây. Ai ăn bánh mì lỏng không? À, phải ăn bánh mì lỏng nè. À, rồi. Ở trước khi đi chúng ta sẽ lấy cục này ra. Làm gì? Qua bên đó. Qua bên đây, qua bên đây. Lặn xuống. Lặn xuống. Ngay vào luôn, lặn xuống. Lặn xuống để làm gì? Để mà chúng ta tìm cái lỗ. Cái lỗ lúc nãy đó. Cái lỗ mà những cái em dipper thường xuyên xuất hiện và gây phiền hà cho mình rất là nhiều. Đâu rồi, cái lỗ đó đâu rồi? Đây phải không? Phải em đây không? Ờ, đúng em đây rồi. Rồi nghe. Ở trong đó mãi mãi đi, không có được đi ra nữa. Phá tôi nhiều lắm rồi. Phá tôi nhiều dữ lắm rồi, tôi mệt lắm rồi đó. Tôi bực lắm rồi. Phá gì đâu phá hoài. Ghét. Rồi. Bây giờ mình sẽ lên đường, mình đi tìm NCT. À, đi vào giới DN. Thì có nhà bạn sẽ nói rằng à đây 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 đây. Sau tìm mình sẽ cho bạn xem cái này. Cái gì kia? Cái gì ở phía dưới kia vậy? Cái gì thế? Ồ, một em dân làng. Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại em ấy lại ở đây? Ồ, cái nhà bạn thắc mắc là tại sao lại có một em dân làng ở đây? Thì em dân làng này là của mình. Ồ, em ở trong kia kìa. Nhưng mà em có điều thôi là em không thích ở trong đó. Em không thích bị giam cầm. Em thích đi du ngạo khắp nơi. Và em ấy lội ra tới ngoài đây luôn. Đó. Và em ấy thích làm đen vào. Đó. Em ấy thích quay MV. Em quỳ 2 triệu năm. Ê, mình sẽ quay MV vừa giùm em ấy. Ê, MV 2 triệu, MV 2 triệu năm. Vô, nè, đó. Nước đã hình thành trong hàng triệu năm, cát đã hình thành trong hàng triệu năm, biển đã hình thành trong hàng triệu năm. Sao em làm anh buồn sau hàng triệu năm? Rồi quay xong rồi, bây giờ mình sẽ đi lên trên. Đó. Thì bây giờ bạn sẽ nói rằng là tại sao không đi bằng cổng địa ngục cho nó nhanh? Thì mình biết chứ, mình sẽ đi bằng cổng địa ngục nhưng mà có điều là cái cổng địa ngục của mình nó bị dở hơi, nó bị tàu lao tầm xàm. Đó. Thì mình đã xây dựng cho mình một cái đường. Đó, một cái đường ở trong phía cổng địa ngục để mà đi tới NCT đàng hoàng rồi, được đàng hoàng rồi đó. Nhưng mà có điều không hiểu tại sao cái lúc mà mình bước vào đó, nó dịch chuyển mình ra một chỗ khỉ ho cò gái nào đó, và mình vẫn phải bắt buộc đi lại bằng cái đường cũ. Ừ, đi bằng đường này nè đó. Và mỗi lần chúng ta bước xuống là phải mất một lượng máu khá nhiều. Ừ, chỉ để đi vào một cái cổng. Và không hiểu vì sao cái cổng địa ngục nó lại bị dở điên điên hùng hùng như vậy. Ừ, không hiểu lý do luôn á. À, cái lúc mà mình, các bạn nhớ mà cái lúc mà mình xây cái cổng để mà dẫn qua đây nè đó, thì mình đã có xây rồi đây. À, nhưng mà khi mà lúc mà mình bước vào cái cổng đó, thì nó là dịch chuyển mình ra ngoài đây. Dịch chuyển mình ra ngoài đây nè, mình thấy lạ quá lâu quá. À, nhưng mà thật ra là nó cũng lạ lắm đâu, nó gần cái chỗ cái cổng mình thôi đó. Nó gần cái cổng mình, nó cũng gần cái cổng mình thôi chứ nó không có xa gì đâu đó. Nhưng mà vấn đề là tại sao em không dịch chuyển mình ở xuống dưới lòng đất mà em dịch chuyển mình lên trên đây đó. Cái đó là mới là cái vấn đề á. Đi xuống đó, mỗi lần bước xuống là phải mất gần chết nữa đó, gần chết tới nơi vậy đó. Còn đây là cái cổng địa ngục khác, đây là mình gắn một cái cổng địa ngục khác để mà mình gọi là làm lại một cái đường mới. Nhưng mà thôi, trong lúc quá trình làm thì nó gặp nhiều trở ngại quá, thôi mình bỏ luôn, kệ bà luôn đi. Không sao, kệ bà đi. Không cần, mệt lắm rồi, tôi mệt mỏi dưới thế giới này lắm rồi. Không cần nữa. Hiện tại mình đã vào The End. Và mình đang ở đâu đây? Tối quá. Đó, cầm đuốc lên cho sáng. Mình đang ở đâu đây? Mình đang ở chỗ cái máy farm Enderman. Ê, như bạn thấy, quá trời quá đất luôn. Enderpearl nè, Enderpearl bắn liên tục luôn. Để mà tiêu quỷ đồ á, để mà nó lắc. Tiêu quỷ đồ, để tiêu quỷ đồ chứ không phải nó đắt vậy lắm. Vậy mà tiêu quỷ không kịp luôn kìa. Rồi, ta chém thử ngay coi. Kinh nghiệm kinh khủng chưa? Thấy ghê chưa? Đây là cái lý do vì sao mà mình có thể lên được 200 cấp. Mình có thể lên được 200 cấp nếu như kiên trì. Nếu như kiên trì nha. Và từ cái cấp 100 hoặc là cái cấp 45 hay là nói chung là từ hơn 45 cấp. Từ 40 cấp trở lên thì bắt đầu cái thanh năng lượng của chúng cái thanh kinh nghiệm của chúng ta nó sẽ cần nhiều kinh nghiệm hơn. Thì tầm khoảng đó là
40 mấy cấp, nói chung là 40 mấy cấp trở lên đó, thì cái thân lượng chúng ta nó bắt đầu nó kén tròn đó, và nó cần rất là nhiều năng lượng thì nó mới có, cần nhiều kinh nghiệm hơn thì nó mới lên được cấp 100. Và cái lúc mà farm lên cấp 100 á, nó là một cả quá trình đó. Như bạn thấy là cái thanh năng lượng nó chạy rất là nhanh đúng không, nhưng mà từ cấp khoảng đâu là 70 rồi 80 đó, nó sẽ bắt đầu là chạy chậm lại đó. Đó, giờ nên là lên được cấp 200 là cả một quá trình của mình rất là gian nan thật luôn. Ô, mình đã farm tới nỗi là lắc máy luôn, mình phải farm tới lắc máy luôn nên mình mới lên được cấp 200 đó nha, chứ không phải là chơi chơi đâu á, đúng ngoài. Ok, giờ đây chúng ta có một cái máy bắn, hệ thống máy bắn như vậy, bắn liên tục luôn đó để tiêu hủy những cái Enderman này. Đó, trời ơi xuống được kìa. Mà tiếp tục đứng ở đây thì mấy em ra hoài luôn, em không bao giờ chết ha. Đó, các bạn càng đứng ở đây thì mấy em càng xuất hiện đó, trừ khi nào bạn gời đi thì mấy em không xuất hiện rồi thôi. Rồi giờ mình hồi đêm mình không hết kinh nghiệm em gái. Đó, kinh vậy giờ đó thì không đó, nó chưa chỉ chân lên được 41 cấp kìa. Đó, đây là cái máy vào farm cấp cực kỳ luôn. Thì sẽ có một số em gọi là gớt ở ngoài này. Vì sao? Bây giờ đơn giản là trên kia kìa. Đó, mà em không đi vào bên trong đó mà em đi ra đây và em lọt hố gớt dưới đây. Đó, vậy thôi à, chứ không có gì chân á. Đó, đi xuống dưới đây thì bị mất máu rồi. Đúng rồi, té từ độ cao vậy sao mất máu được. Đó, mất máu quá trời luôn. Chém một phát một trên nha. Đó, rồi đâu rồi. Cái NCT của chúng ta đâu? Chúng ta bước vào. Đây rồi. Một cái đường lên. Ê, bày nghe, dở hoài. Ôi, tôi không có muốn chết một cách lãng xẹt gì đâu, đi lại nó mệt lắm. Mặc dù mình đã chỉnh sang chế độ chết không một đồ, nhưng có điều là chúng ta vẫn không nên để chết quá nhiều ha. Bây giờ là nếu như mà chết quá nhiều thì nó sẽ gọi là sao nhỉ? Chúng ta sẽ phải đi lên đi xuống đi tới đi lui đi xuống đi gục về nó mệt lắm. Bây giờ đơn giản là chúng ta không thể nào mà không có một cái vật gì đó có thể là gọi là checkpoint được ở trong cái thế giới địa này. Đó, vậy là có nghĩa là khi mà chúng ta chết đó là chúng ta sẽ trở về thế giới thật, thế giới bình thường á. Đó, mà trở về thế giới bình thường sao? Thì đơn giản là chúng ta phải đi lại từ đầu thì nó sẽ rất là mất thời gian. Rồi, trong lúc mà apply thì mình đã có tìm một cái NCT mới. Đó, thì cái NCT đó nó không có thiền. Đó, NCT đó nó không có thiền nhưng mà nó vẫn cho mình đồ cũng khá là ngon. Đó, giờ mình bỏ để cái giờ mình bỏ cái gương sugar đó ở nhà rồi, mình không có đem theo rồi. Đó, mình không thể nào cho bạn xem đồ được. Nhưng mà thôi, đó. Kể đi, nói chung là đồ nó cũng khá bình thường đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ, nhưng mà trong lúc đó thì mình cũng tìm được thêm một cái NCT mới nữa. Nhưng mà cái NCT nó có con tàu nghe. NCT đó nó có con tàu nghe, cho nên thành ra là khá là ngon đó. Đó, cái NCT kia thì không có tàu. Hai cái NCT mới, một cái thì không có tàu, một cái thì có tàu nha. Rồi, chúng ta gần hết phá qua rồi. Mình nhớ là ở đâu đây nè, đâu bật tờ độ lên coi. Đây rồi. Tàu mới đàng hoàng nha, đây nè, có đầu rồng nè. Có đầu rồng thì chứng tỏ đó là tàu mới, còn đầu nào mất kìa. Cái tàu nào mất đầu rồng rồi, tức có nghĩa là mình đã lấy rồi đó. Đó, nói chung là làm giống đi, cứ coi như là cái đầu rồng hay là làm giống đi. Mỗi lần lấy một cái cánh thì mình sẽ lấy một cái đầu con rồng. Đó, còn chứ mình không lấy thôi thì rất là khó để biết được cái nào mà mình đã lấy rồi còn cái nào chưa. À, mở ra em, anh đang cần cái giỏ của em rất là nhiều. Tại sao lại dịch chuyển chứ? Tại sao em lại dịch chuyển? Anh đâu cần em dịch chuyển đâu chứ. Ở đâu vậy? Đâu nhỉ? Ôi, trốn mất tiêu rồi. Một cái cánh mới nữa nha. Hay ho à. Ok, một cái cánh mới. Vậy là chúng ta đã có được tổng cộng đó là vui nha. 3 cái cánh, đúng rồi. Chúng ta đã có được 3 cái cánh và chúng ta đã có được 3 viên kim cương. À ha. Rồi. Gương đầu. Có gương nào còn trống không? Có gương nào còn trống không? Để tôi chứa đồ coi. À không có gương nào còn trống hết. Mình sẽ ném mấy cái này đi. Mấy cái ngọc này thì chúng ta có đầy. À không cần. Ném. Vừa lại 4 cục thôi để mà đi về. Ok. Bụp. Thiệt tình thì chứ. Rồi sống phiên luôn. Không hiểu tại sao luôn các bạn. Rồi ok. Ở đây có một cái giỏ nè. Rồi lụm. Bụp. Máy này ra. À hả.
Rồi, lấy được cái đầu rồng. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ thôi xong mình hết pháo hoa rồi. Pháo hoa mình để trong cái sugar box á. Rồi xong phim. Ê, cho tôi đi xuống. Ê, hey, vô 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 vô. Biu. Biu rồi. Biu. Qua nó đi. Ở trong đây kiểu gì chắc chắn sẽ có cũng có một cái gương Ender chest. Ok. Ê, bậy à. Mở ra em. Kháng cự nè. Mày kháng cự hả? Mình mở cái này ra coi. Sửa chữa bảo vệ đồ bề mài. Khá là nhiều thứ. Rồi. Chặt ra luôn. Hiện tại giờ kho đồ mình rất là chậm. Bởi vì đơn giản là chúng ta đã bị mất cái rương Ender rồi. Đó, cái Ender chest rồi ha. Đó. Giờ nó khá là khó khăn về việc đó. Bây giờ đơn giản tất cả những cái sugar box của chúng ta đều nằm ở trong cái rương Ender chest hết. Mà không sao, cái việc mà mất cái rương Ender nó không có quan trọng đâu. Bởi vì đơn giản nếu mà tất cả cái rương sugar box của mình á nó nằm cái trong rương Ender chest á thì chúng ta không cần phải lo cái việc là bị mất đồ ha. Đó. Chỉ cần chúng ta chế tạo cái rương Ender chest mới thì chúng ta sẽ có được một cái chúng ta sẽ lấy lại được đồ thôi chứ không hết này. Rồi mình sẽ đi xuống dưới đây. Trời ơi, bây giờ là chúng ta đã có được những cái vỏ sugar. Giờ mình sẽ làm cho mình những cái gọi là cái rương sugar. Chúng ta được ba cái rương. Đập này ra, bỏ đồ cho được, bỏ vào những cái đồ nào đó gọi là chúng ta không dùng đến chúng ta cái gì bỏ vào đây cái này luôn nè. Đây luôn đi. Tới giờ của mày ai xài giáp ngựa đó, tôi có ngựa đâu xài. Đáng này đi. Rồi, đào đây ra, chặt này ra luôn. Ok, giờ mình phải tìm cách như thế nào đó để mà mình tìm tới cái phòng mà có Ender chest. Có cái Ender chest chúng ta sẽ lấy lại được tất cả những cái đồ mà chúng ta có. Tình luôn á, leo lưới hoài luôn á. Leo lưới gì đâu mà leo lưới hoài, bực mình ghê. Rồi, mình đã tới được cái phòng có cái gương Ender chest. Và chúng ta đã lấy lại được đồ rồi. Thôi, đây, để cho mấy em đánh mình bay lên chút đi. Bụp, giỡn mặt. Đâu, em đi đâu, bụp. Hiện tại bây giờ mình đang mang giáp gai á, cho nên thành ra là mấy em đánh mình, mấy em cũng sẽ nhận được một ít sát thương nào đó ha. Rồi, ok. Sao mấy đứa? Xuống coi. Bụp. Rồi, hai phát là chết nha. Ê, trời ơi. Thì thành chất bùm. Đây là tất cả những cái đồ mà chúng ta đã có. Đồ của chúng ta nè. Trời ơi. Chơi kỳ luôn á, tự nhiên đi đập lộn. Rồi, mình sẽ đào ra. Ủa, tại sao lại đào ra? Mình mở ra chứ. Để mà ta cất những cái này vào. Mấy cái block này chúng ta vứt đi. Bởi vì đơn giản là mình lúc nãy mình định lấy nó mà mình bắt lóc lên đó, nhưng mà thôi. Và đó. Vẫn là những cái đồ sắt có enchant xịn. Đồ sắt mà có enchant rất là xịn nha. Xịn kim cương. Rồi ta sẽ lấy những cái này ra. Để chứa những cái món đồ gọi là không dùng tới trong đây. Rồi mình lấy lại được pháo hoa của mình. Đó. Giờ ta sẽ đi lên trên đây. Đập ra. Mình thấy có đồ không? Có đồ hay không? Quá à? Đâu, có đồ hay không? Đâu rồi? Đồ thì không có, nhưng mà một em super thì có. Giết em luôn. Em mà lấy cái vỏ. Đó. Không có đồ thì ta giết super. Đó. Nhưng có đồ thì ta cũng giết super luôn. Đó. Vừa có super vừa có đồ thì chúng ta cũng giết luôn. Đó, để mà làm gì? Để mà lấy vỏ làm gì? Lấy vỏ để mà làm cái rương super bắt. Để mà chứa đồ cho nó nhiều. Đó. Không ai là không muốn chứa đồ đi nhiều rồi. Không ai không muốn chứa đồ nhiều cả. Đây rồi. Bực. Chả có ai chà. Nói chung là không có ai mà không muốn có nhiều đồ để chứa cả. Mà tôi đang nói cái gì nhỉ? Nói cái gì không? Ok. Rồi, xong. Xong phim luôn. Rồi. Hóa ra là em dịch chuyển lên đây à. Em dịch chuyển lên đây thì anh ná cho em. Khỏi đi. Em đánh mình em bị gỗng luôn rồi.
ha. Giáp gai đúng là có lợi á. Đây là cái lợi của giáp gai nha. Ồ, cái gì đây? Cái gì đây? Where is this? Một cái NCT mới. Ồ, giờ có cái cổng đi về luôn kìa. Ồ, có cái cổng đi về luôn nha. Có cổng đi về luôn nha. Ồ, con thùng mới luôn nha. Được rồi nha. Ê, bậy rồi. Ăn vô. Hồi máu ngay chứ khách. Cho nên hồi máu gấp. Chúng ta cần hồi máu gấp. Đây là chuyến bay 007. Hạ cánh thành công. Rồi, chúng ta sẽ rời bỏ cái NCT này để mà chúng ta đi tìm một cái NCT khác. Ok. Rồi, đâu nào. Rồi, chúng ta phải đi qua những cái thung lũng bự chảng như thế này. Đó, bởi vì những cái vùng đất bự bự như thế nào mới có NCT ha. Đó, còn những cái vùng đất nhỏ thì khỏi đi, không có đâu. Thì rồi. Hello em. Đây, chết. Khoan, hồi máu lại cái. Rồi, ok. Hồi máu. Việc này rất cấp bách, chúng ta cần được hồi máu. Bánh mì nó hồi máu không được tốt lắm ha. Rồi, em mới đi dịch chuyển đi chỗ khác. Rồi. Nhờ, hồi máu. Từ nãy giờ quên để ý thành máu nữa. Chết một cái là đi. Trời ơi, mất đi lại từ đầu là đã luôn á. Rồi, ok. Đó. Được nhiều cái rồi, được 6 cái rồi. 6 cái vỏ suka. Đó. Cũng không nhiều lắm. Rồi, chính thức trong đây không có đồ nha. Ở trong đó chính thức không có đồ. Whee. Rồi. Đâu còn chỗ nào mà tôi chưa lục nữa không? Chỗ đó mình đi rồi, không có gì đâu. Rồi, thử đi lại chỗ này coi. Có gì không? Where? Có gì không nào? À, chỗ này là cái chỗ gương Ender Chest lúc nãy nè. Ồ, hóa ra là thế. Hạ cánh thành công. Rồi, bực mà rồi. Em muốn sao? Chết nha. Làm vậy là hư á, biết không? Đó. Rồi, đồ nó cho. Đồ này nó cũng như thế. Cũng là kim cương và sắt. Đó, và được enchant như thế thôi. Đó. Giờ chúng ta có được thêm một cái cánh nữa. Đó, hai cái hộp thuốc. Ờ, mình sẽ lấy cái bàn pha chế thuốc đi ta. Ờ, mình sẵn tiện mình lấy bàn pha chế thuốc luôn, đem về cho mấy con dân làng không nghề. Ok. Ở trên đây, ở đây an toàn không vậy? Rồi. Búp. Ây. Không sao. Nó gớt xuống cái đồ ôi, mới sợ. Nó bị gớt xuống cái vùng hư không ấy, chúng ta mới sợ ha. Còn gớt dưới đây, đừng lo. Lo gì về đó. Rồi, cái em tàu. Cái con tàu chúng ta đã đi rồi. Thì chúng ta sẽ quay sang khu này. Đó, vẫn như cũ thôi. Vẫn là đập ra. À, đập ra, lấy đồ và đi farm sugar. Rồi, tất cả mục tiêu đã bị tiêu diệt. Mở ra. Và cũng là đồ sắt, cũng là kim cương, cũng là các thứ. Đó. Rồi, lượm lại. Đập ra. Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên đây. Đó. Ta quay lại chỗ này. Nãy nè, bước vô mà chào đón tôi không được đàng hoàng nha. Chào đón tôi toàn là đánh đấm đái, không mà bực mình ghê luôn á. Trời ơi. Ơi, phải chết. Do là mình bắn cái mũi tên mà lúc ngoài mấy đóng cái hộp lại á, cho nên thành ra là nó bị phản đòn ha. Ồ, nó bị phản đòn. Ồ, đây mình. Và một cái rương. Ok. Chặt cái này ra. Đó. Mà ta đào cái này ra luôn. Chúng ta chỉ cần một cái ender chest là đủ rồi. Không cần nhiều. Ok. Rồi, ở đây có những cái vỏ nào không? Có cái vỏ nào không? Chúng ta lấy coi. Rồi. Đã hết nè. Ồ.
đâu rồi em. Rồi ta sẽ thử đi xuống đấy dưới đây nè. À, dưới đây còn một chỗ chưa đi. Ờ, đây có phải là một chỗ gì đó xịn sò hay không? Đây có phải là một chỗ xịn sò hay không? À không, không hề. Đây chỉ là một chỗ to hơn những chỗ bình thường thôi. Chú chả có gì gọi là đặc biệt hết. Rồi, đây là cái cổng đi vào mà chứ đâu. Rồi, ta sẽ đi lên trên đi. À, hả? Sao chỗ nó cao vậy? À. Ô, rồi xem chết à. Xem chết rồi nha. Đáp vô, đáp vô, đáp vô. Đúng rồi. Đầu ra, đầu ra. Đầu ra, có gì không? Ê dạ, trời. Không biết là có gì không mà bị té ăn cái đau không chết luôn đó. Trời, sao mà ngứa mũi của anh ta. Thiệt tình luôn là cái mũi mà nó ngứa từ nãy giờ hoài luôn á. Ồ, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Cái gì đây? Cái gì đây? Một cái NCT mới hả? Mới hay là cũ? Cũ hay là mới? Phải không? Cái này là cái cũ hay là cái mới? Đâu đâu ra coi. Đâu ra, đâu ra. Đâu ra, đâu ra. Đâu ra xin thử. À, đây là một cái mới. Ờ, à, nhưng mà không có con tàu. Không có con tàu ha. Chết, 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 chết rồi, chết rồi. Mới vô thôi mà chào đón kia đó là hơi bị mệt rồi đó. À, ở đây chúng ta đã không có cái cổng để mà đi về nữa rồi. Ờ, à, chúng ta không có cổng để mà đi về nữa rồi ha. Ô, oh, what? Ô, oh, thêm một cái nữa. Đào ra đi. Rồi, bên kia đi không được thì ta đi bên đây. Bên gì đâu. Đó. Trời ơi, cái gì vậy? Bấm đồn đi chứ. Chết đi. Chết đi. Bụp, giỡn mặt. Cái gì vậy? Trời ơi, cho tôi xuống thôi. Rồi, xong. Tất cả mục tiêu đã bị tiêu diệt. Thôi, giờ ta thoải mái là mở gương nha. Đó. Ờ, vẫn là được kiếm cứa, các thứ. Đó. Rồi, ok. Rồi, đập ra. Đập ra, đập ra. Đó. Rồi, xong một chỗ nữa. Đó, một chỗ nữa đã bị khai hoang. À, ra ngoài. Đâu rồi? Đâu rồi? Còn chỗ nào cứ được khai hoang không? À, bên đó có lủng lỗ nào không? Đó, bên đó lủng lỗ là đi rồi nha. À, ô, bên đây chưa lủng. Mà có lỗ đi đi xuống luôn. Hay ghê luôn á. Ôi, hên ghê luôn. Bị dính tay phát đó là cũng hơi mệt rồi. Mở ra, không có y cử luôn cả, không có y cử luôn cả. Hơi bị ngon á. Rồi, rồi, ok, ok, ok. Từ từ, từ từ, từ từ. Khoan, từ từ nha mấy em. Chúng ta đã tiêu diệt hết tất cả những bé sugar ở đây. À, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống nhặt những cái vỏ của bé đó. Đâu rồi. Những cái vỏ thân yêu. Đâu rồi, những cái vỏ thân yêu. Ê, 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 bậy rồi nha, bậy rồi nha. Bậy lắm rồi nha. Rồi. Qua đó, đúng rồi. Đúng rồi, hay lắm. Quá đẹp luôn. Đâu rồi, còn chỗ nào nữa không? À, tại sao lại còn một bé đây nha? Tại sao? Tại sao? Bé dưới đó nữa kìa. Nhiều quất cái đùa. Rồi nha. Ê, ê, bay à. Trời trời. Ê, ôi, 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 ôi. Hết hồn, hết hồn. Oh my god. 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 Bà nội mày. À. Đào ra, đào ra, đào ra, đào ra. Có gì không? Ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ. Tôi ngán bài đâu mày đã nghe, tôi ngán bài đâu mày. Đi ra đi. Ô hên quá, hên quá. Ui ui. Thôi 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 thôi. Thôi tha tha tha. Tha em mấy anh ơi, tha em, tha em, tha em. Rồi xong. Tha kiểu gì cho được. Mẹ em không bao giờ mẹ em tha cho mình. Rồi chết nha. Ờ, đây có đồ nha. Rồi dịch chuyển đi chỗ khác nữa. Muốn cái gì hả? Sao? Làm sao? Làm sao hả? Trời ơi. Chọc tôi hả? Rồi đã tiêu diệt hết cái địch. Rồi ta sẽ lấy ra một cái hộp sugar mới. Ta đặt vào đây. Ném hết tất cả những cái gì không cần không dùng tới vào đây. Đó, bụp 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 bụp. Đó, này luôn. Đó. Rồi. Ta lại đào ra. Đó, đào cái này ra.
không đặt lại đi chứ. Rồi cái rìu của tôi đâu rồi, lấy cung này xuống ngoài đầu này ra. Thôi vàng này, lại vàng kiếm cương và sắt các thứ, đầu này ra ném này vào đó, và lấy đao rác đó và lấy lượm vô. Rồi xong, ở đây coi như là dọn sạch. Rồi nó bị delay, nó bị lỗi âm thanh chứ. Ok, ở dưới đây hả, ở dưới đây có cái chỗ này hình như là chưa đi nè, không đâu, bước xuống thôi coi. Đúng rồi, chưa đi luôn nè. Rồi vô đây lấy đồ luôn nè. Ơi, mình nghĩ là sao nhỉ, mình có thể là mình sẽ phải đi về đó bạn ơi. Nhiều đây nó cũng nói chung là thu hoạch hôm nay cũng khá cũng không cần nhiều lắm á, nhiều quá là cũng chả để làm gì hết. Ok rồi, đây là một cái nơi nào đó, một cái nơi nào đó mà chúng ta không hề biết đến. Đây là cái nơi đi ra ngoài chứ đi đâu. Ok, có chỗ à, trời. Rồi khoan, sẽ bay lên cao một xíu, sẽ bay lên trên cao một xíu. Rồi đâu rồi, đây à, đây đây, thấy có một cái NCT nhỏ bên đây nè, không biết là cái này có đi chưa nữa. Ở đây có một cái cổng đi về. Hay á, có một cái cổng đi về ở đây. Ở đây không có gì là cái thứ nhất. Rồi ok, bên đó không có gì nha. Ở đây, qua đây, nó đáp dù siêu đỉnh. Đâu rồi. Dưới đây có gì không? Vâng, và dưới đây không có gì cả. Đây là cái đường đi ra luôn nè, chắc luôn. Đây là đường đi ra luôn nè, còn gì đâu nè. Kinh dị thiệt sự. Ơi, nghĩ sao cho tao cái chỗ không có ra hệ thống gì hết. Rồi kệ, bù đắp lại chỗ đó là có cổng đi về ha. Chứ hiện tại bây giờ mà đi tìm cái cổng này thôi lâu lắm, lâu cực kỳ luôn á. Mình lạc mất tiểu tọa độ rồi. Đấy, mình quên gọi là lưu lại cái tọa độ nữa. Rồi, để đi, cứ coi như là đây là một cái nơi để dành nào quay về đi. Rồi, chúng ta đâu quay trở về. Trời ơi, tôi nhớ nhà quá mọi người ơi. Đi về nhà thôi. Thu hoạch hôm nay là đủ rồi. Ôi ôi, tới nhờ cơm, tới bùm sầm cực kỳ luôn mọi người. Mình nghĩ mình kết thúc ở đây được rồi. Thì cảm ơn bạn đã xem video này. Chúc mọi người trong lành và hẹn gặp bạn trong những video sau. Thì mình dự định sẽ còn quay thêm nữa. Bây giờ cái cảnh đó là chúng ta sẽ đi tìm những cái bông hoa. Chúng ta sẽ đi giết những con quỷ đời để mà chúng ta làm những cái bông hoa. Và sau đó chúng ta sẽ gọi là dùng những cái bông hoa đó làm về cái bột nhộm, là bột nhộm đó mà chúng ta chuẩn bị cho công cuộc xây dựng các kiểu hoặc là điểu. Nhưng thôi mình nghĩ là video này cũng khá là dài cho nên ra là không cần nữa ha. Cảm ơn bạn đã xem video này. Vậy chúc bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Bye bye. Quên, trước khi kết thúc mình cho bạn xem nè. Đây là tất cả những món đồ mà mình tìm trong cái NCT kia. Cái NCT mà mình nói với bạn đó, cái NCT nhỏ đó. Đây thì tất cả những món đồ này. Thì trong đó không có xô luôn nha, cái xô là mình để vô á. Rồi cái cầu thang là mình cũng để vô nha. Thì nó có dài cục sắt ghẻ thôi bạn, chứ là dài viên emerald. Thôi chúng cái gì cho nó. Rồi. Bye bye nha.